Thưa quý vị, nhiều lễ hội xuân diễn ra sôi nổi đã báo hiệu cái Tết đang đến rất gần. Tại lễ hội dân tiễn hương xuân diễn ra sáng nay, người dân và du khách đã được chiêm ngưỡng một trong những nghi thức cúng tiễn độc đáo gắn liền với quá trình lịch sử và bản sắc văn hóa ẩm thực vùng đất cố đô. Ngay từ sáng sớm, các thành viên của đoàn rước lễ đã có mặt để ổn định tổ chức, tranh thủ sửa sang lại các phần lễ vật sao cho bắt mắt và chỉnh chu nhất, với hy vọng thể hiện lòng thành kính đối với các bậc tiền nhân. Các sản vật đặc sản đều được thẩm định kỹ càng trước khi dâng tiến vào thể miếu. 20 mâm lễ vật hoa tươi là những đặc sản nổi tiếng đến từ 15 phường xã trên địa bàn thành phố Huế như mứt gừng, sâm bồ chỉnh hoàng gia, trà sen ướp gạo, các loại nem chả mứt gừng. Đây đều là những sản vật nổi tiếng mang đậm phong vị cố đô. Năm nay là phương mình đại diện cái phường Tây Lộc và dâng tiến hướng xuống bằng những hộp trà sen ướp gạo. Đây là sản phẩm trà được ướp từ những hồ sen tại thành phố Huế mình. Và như năm ngoái và năm nay mình rất là tự hào khi là được chọn là sản phẩm để dâng tiến hướng xuân trong 2 năm liên tục. Phường Đông đã mang đến là 2 lễ vật, đó là sản phẩm dân lộc Anna và sản phẩm sâm bồ chỉnh. Thì cũng nhân đây thì góp phần là giới thiệu sản phẩm của địa phương đến với là công chúng cũng như là du khách của mọi miền đất nước biết đến sản phẩm của địa phương. Nghi lễ được tổ chức trang trọng theo đúng phong tục truyền thống với các phần khởi lễ, lễ rước và nghi thức tiễn cung. Đội hình rước lễ có 66 người mặc trang phục cung đình, tay cầm lòng, cờ hoa lần lượt di chuyển từ đường 23 tháng 8 đến ngõ môn, hữu dực môn, cửa chính thể miếu, qua cửa tuần liệt rồi vào sân thể miếu. Tại đây, các đoàn sẽ tiến hành dâng hương và dâng các lễ vật lên vua. Hoạt động dâng tiễn hương xuân là sự kết hợp giữa các nghi thức truyền thống và màu sắc rực rỡ từ trang phục của đoàn rước đến các hoa quả lễ vật để góp phần tạo nên không khí vui tươi mừng Tết Nguyên Đán Quý Mão. Các nghi thức đều được tổ chức công phu và bài bản, tái hiện đúng theo lịch sử đã để lại những ấn tượng đặc biệt đối với người xem. It's very beautiful, very traditional. Hoạt động này rất thú vị, trang phục của mọi người thật rực rỡ và cầu kỳ. Ở phương Tây chúng tôi rất ít các hoạt động có tính truyền thống như thế này. Tôi hy vọng đất nước các bạn sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động này. Quả thật rất ấn tượng. Cái ý tưởng của thành phố, thì Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế phối hợp để làm một cái lễ gọi là dâng tiễn hương xuân. Tất nhiên là dùng tất cả những cái sản phẩm, sản vật của người dân thành phố Huế ra từ các cái cơ sở để trở thành những cái bộ sản vật dâng vào thể miếu cúng tiễn của các cái vua triều Nguyễn nhằm tưởng vong tiền nhân, cũng là thể hiện một nét đẹp văn hóa truyền thống. Trong cái lễ hội thì những màu sắc của áo quần cờ sĩ và tất cả mọi thứ đều cộng hưởng vào cùng với thời trời mùa xuân, thì cái lễ hội này tạo ra một không khí vui tươi đầm ấm và cũng thể hiện cao nhất là những cái tinh thần của người dân luôn hướng về văn hóa và hướng về cội nguồn, trở thành một nét đẹp rất có ý nghĩa trong những ngày đầu năm mới. Dân tiễn hương xuân là hoạt động chính trong khuôn khổ chương trình không gian giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, đặc sản địa phương, doanh nghiệp và các làng nghề. Dân tiễn hương xuân được kỳ vọng sẽ góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về phong tục truyền thống, qua đó quảng bá về ẩm thực và văn hóa Huế đến với người dân trong nước và du khách quốc tế.